Kem cửa chính mà sao nó nổ? Đây là kem cửa bọc này. Mình không không nổ, mình đưa cho chú mình ăn. Này, Maybe đi với ai nè? Đi với ba mẹ, với chú, với anh hai. Ơ, với anh hai và với anh ba. À, đâu có bà. Đây là ba Maybe. Anh hai Maybe nè. Đây. Đây là anh ba của Maybe nha. Vâng, thì chúng tôi đang trong thời gian chờ đợi thì chúng tôi đang ngồi trong quán cà phê Suối Đá và đang đợi tới giờ để bé Maybe ghi hình chương trình nhóc nhà mình nha các bạn. Đây là bò bít tết. Bò bít tết trong quán cà phê Cấu Đá rất là ngon các bạn. Kem trái dừa nè. Đây là bánh mì đặc ruột Sài Gòn. À, anh ba đang gì anh ba? Dạ, ăn nước xào bò. Nước xào bò hả? Mày nhìn mặt giống một tèo quá ta. Ơi, bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn qua một cái chỗ này rất là đẹp nha. Còn cái nào đẹp nữa không ta? Này là phải suối không? Có cá không? Bởi vì người ta mới nói là suối đá đó. À, suối, có suối, có đá là suối đá. Có cá nó kìa, thấy không? À, cá xem có cho các bạn xem cá nha. Rồi. Bây giờ các bạn nhớ coi mình diễn nha. Diễn trên đài truyền hình nào ta? Chương trình HTV7. Rồi, bye bye đi.